Trong xu thế phát triển toàn cầu hiện nay, truyền thông ngày càng đóng vai trò quan trọng. Với hoạt động khoa học công nghệ Việt Nam, truyền thông giữ vai trò chủ đạo trong công tác giới thiệu, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, coi phát triển khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu. Qua các kênh truyền thông, người dân cũng như các cấp quản lý ý thức được vai trò của khoa học công nghệ có tính chất quyết định phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả của sản phẩm, hàng hóa và của cả nền kinh tế. Không chỉ dừng lại ở mức nhận thức, truyền thông phải tạo ra được sự đồng thuận, ủng hộ, tham gia của toàn xã hội, biến thành hành động, đẩy mạnh hơn nữa việc áp dụng khoa học công nghệ và công tác quản lý, sản xuất và đời sống. Nhằm thiết lập một kênh truyền thông mang tính chủ động, có tính chính xác thông tin cao hơn, Bộ Khoa học Công nghệ đã quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông, Khoa học và Công nghệ. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông, Khoa học và Công nghệ là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo quyết định số 1343 QĐ-TTG ngày 05 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Có địa chỉ tại số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội. Trung tâm ra đời thực hiện các chức năng, nhiệm vụ sau: xây dựng trình Bộ trưởng Kế hoạch Truyền thông, Khoa học Công nghệ hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới về lĩnh vực truyền thông, khoa học và công nghệ; là đầu mối theo dõi, tổng hợp thông tin, hỗ trợ các đơn vị trong và ngoài bộ trong công tác truyền thông, khoa học và công nghệ; phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai, thực hiện quy chế về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Khoa học và Công nghệ; xây dựng định hướng truyền thông và phát triển mạng lưới cộng tác viên về truyền thông, khoa học và công nghệ trên phạm vi cả nước; thực hiện vai trò là cơ quan thường trực giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ; tổ chức các sự kiện khoa học và công nghệ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về truyền thông, khoa học và công nghệ; tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực truyền thông, khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trong lĩnh vực truyền thông, khoa học và công nghệ. Trong đó, cơ cấu tổ chức gồm có: văn phòng, ban biên tập, phòng nghiên cứu khoa học, phòng hợp tác phát triển truyền thông, phòng truyền thông đa phương tiện. Với chức năng và nhiệm vụ như vậy, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông, Khoa học và Công nghệ đã có nhiều hoạt động cụ thể như: tổ chức viết tin bài thường xuyên bám sát hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghệ; đảm bảo thông tin trên cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ 3vdup.mos.gov.vn; quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, sản phẩm báo chí về hoạt động khoa học và công nghệ. Theo thống kê sơ bộ, cho đến nay, Trung tâm đã lưu trữ được khoảng gần 1.000 chuyên trang, bài viết, video clip và audio về hoạt động truyền thông khoa học và công nghệ. Định kỳ tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ truyền thông khoa học và công nghệ hàng năm cho các đối tượng là cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, các phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo, tạp chí, cho lãnh đạo và cán bộ đầu mối truyền thông các cơ sở khoa học và công nghệ trên toàn quốc. Hợp tác với các cơ quan truyền thông, thực hiện nhiệm vụ làm đầu mối hợp tác đã được lãnh đạo bộ giao, Trung tâm đã xây dựng các nội dung tuyên truyền khoa học và công nghệ trọng tâm hàng năm của Bộ Khoa học và Công nghệ, trình lãnh đạo bộ ký, quyết định ban hành. Trên cơ sở đó, Trung tâm đã phối hợp các cơ quan đối tác như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Đại biểu Nhân dân, Báo Lao động, Báo Đất Việt, Báo Hà Nội Mới, Báo Kinh tế Việt Nam, v.v. triển khai nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền hoạt động khoa học và công nghệ. Đội ngũ cộng tác viên thực hiện công tác tuyên truyền khoa học và công nghệ không ngừng được đẩy mạnh. Trung tâm đã xây dựng được mạng lưới hơn 100 cộng tác viên là đầu mối tuyên truyền tại các đơn vị trực thuộc bộ, cán bộ đầu mối tuyên truyền tại các cơ sở khoa học và công nghệ, hơn 30 nhà khoa học có uy tín trong nhiều lĩnh vực, khoảng hơn 60 phóng viên, biên tập viên, các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước nhằm phục vụ công tác truyền thông, khoa học và công nghệ. Làm tốt vai trò là cơ quan thường trực giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ. Trong năm 2011, Trung tâm đã xây dựng và trình lãnh đạo bộ ban hành quy chế xét tặng giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ. Triển khai việc xét tặng giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm 2012, Trung tâm đã trình lãnh đạo bộ ban hành nhằm hoàn thiện các văn bản có liên quan tới việc xét tặng giải thưởng
và hiện đang thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực giải thưởng hàng năm. Việc tổ chức xét tặng giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ sẽ là động lực để các tổ chức, cá nhân đóng góp nhiều hơn nữa vào công tác truyền thông khoa học và công nghệ nói riêng và hoạt động khoa học và công nghệ nói chung. Duy trì thường xuyên hoạt động của Cổng Thông tin Truyền thông Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ www.truyenthongkhoahoc.vn. Sự ra đời của Cổng Thông tin đã cùng với Cổng Thông tin Điện tử của Bộ và các trang tin điện tử của các đơn vị trực thuộc Bộ góp phần không nhỏ trong công tác tuyên truyền về hoạt động khoa học và công nghệ. Theo thống kê sơ bộ, hàng ngày có khoảng 8.000 lượt truy cập. Xây dựng các video, audio về truyền thông khoa học và công nghệ trên cơ sở hạ tầng trang thiết bị hiện đại, studio. Công tác nghiên cứu khoa học, sản phẩm của các đề tài, đề án do trung tâm chủ trì thực hiện đã cung cấp cho các tổ chức, cá nhân những nội dung trực tiếp liên quan tới hoạt động truyền thông khoa học và công nghệ trong giai đoạn sắp tới. Đầu mối hợp tác quốc tế về hoạt động truyền thông khoa học và công nghệ, trung tâm đã tổ chức cho nhiều đoàn công tác nhằm học tập và trao đổi kinh nghiệm phát triển khoa học và công nghệ với Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, v.v. cho các cán bộ công chức, viên chức và người lao động của trung tâm với sự tham gia của các nhà báo khoa học và công nghệ, các cán bộ đầu mối truyền thông của các đơn vị trực thuộc bộ. Thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp có thu. Thực hiện các nhiệm vụ truyền thông đột xuất khác do lãnh đạo bộ giao như tổ chức tuần lễ khoa học và công nghệ quốc gia nhân ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 hàng năm, truyền thông cho các techmart vùng, quốc gia, quốc tế, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan nhằm thực hiện công tác truyền thông cho hội nghị bộ trưởng các nước ASEAN, chủ trì thực hiện công tác truyền thông cho các hội nghị, sự kiện lớn của bộ như hội nghị đổi mới toàn diện cơ chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, hội nghị tổng kết chương trình khoa học và công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010, hội nghị tổng kết công tác hàng năm của bộ, các hội nghị giao ban vùng, các ngày kỷ niệm lớn liên quan tới lĩnh vực khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ, v.v. Truyền thông cung cấp thông tin kịp thời cho các tổ chức, cá nhân trong nước về sự cố nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản và những biện pháp của Việt Nam, chủ trương phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình của Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, đội ngũ nhân viên của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông Khoa học và Công nghệ đã trực tiếp gặp gỡ và phỏng vấn các tác giả, các nhà khoa học. Đây là một hoạt động nghiệp vụ mang tính báo chí cao, là nguồn thông tin đầu mối có độ tin cậy, là nguồn tin cho khá nhiều cơ quan truyền thông khác nhau tham khảo. Nhờ có hoạt động này, các thông tin khoa học công nghệ được đăng tải, phát thanh, truyền hình có tính đồng nhất cao, tạo được sự đồng nhất trong tuyên truyền khoa học công nghệ. Nhờ sự chủ động tác nghiệp của các cán bộ, nhân viên Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông Khoa học và Công nghệ, nhiều thông tin khoa học quý báu đã đến được với độc giả và nhận được sự ủng hộ cao của các tác giả, nhà khoa học. Cái vai trò truyền thông đối khoa học là cực kỳ quan trọng, bởi vì thứ nhất đối với thế hệ trẻ thì truyền thông khoa học chính là một cái kênh rất là quan trọng để mà đưa cái giới trẻ vào cho họ yêu thích khoa học, và đấy chính là cái tương lai của khoa học. Còn đối với nhà nước thì truyền thông cũng là chỗ để mà truyền thông khoa học chính là chỗ thể hiện được cái nguyện vọng rồi những vấn đề đặt ra trong xã hội đối với các nhà khoa học, và nó gần như là một cái kênh tiếp xúc ở giữa các nhà khoa học với là những người hoạch định chính sách, có những cái kênh phản hồi và để làm cho hai bên có thể hiểu nhau và từ đó có thể đưa đến những cái chính sách đúng cho khoa học. Và đối với xã hội, tôi nghĩ truyền thông cũng rất là quan trọng ở chỗ, tức là nó làm cho xã hội nhìn thấy được cái vai trò của cái khoa học ở trong cái phát triển của xã hội. Với mong muốn trở thành trung tâm có quy mô và hoạt động chuyên nghiệp, hiện nay Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông Khoa học và Công nghệ hiện đang tiến hành hiện đại hóa mô hình tác nghiệp dựa trên môi trường công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động bằng các công cụ công nghệ thông tin, phát triển mô hình hoạt động theo hướng chuyên nghiệp để tạo ra các sản phẩm truyền thông theo hướng chuyên nghiệp, xây dựng trường quay, phòng thu tiêu chuẩn để phục vụ tác nghiệp, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ truyền thông khoa học và công nghệ cho các đối tác trong và ngoài nước. Tôi kiến nghị Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông Khoa học Công nghệ trong thời gian tới hết sức chú ý đến việc phổ biến rộng rãi và tìm ra được những hình thức thích hợp để có thể là phổ biến được những cái kết quả của các cái đề tài nghiên cứu lớn
trong các chương trình khoa học công nghệ cấp nhà nước cũng như là các chương trình khoa học công nghệ của các ngành, các địa phương, để làm sao những cái thông tin về những cái thành tựu khoa học đó đấy, nó đến được những người mà cần dùng những kết quả khoa học đó. Trong một xã hội đang phát triển, các hoạt động, các sự kiện khoa học và công nghệ diễn ra ngày một nhiều, việc tuyên truyền quảng bá công trình nghiên cứu đòi hỏi sự chuyên sâu cao hơn. Hơn hết đòi hỏi đội ngũ nhân viên làm công tác truyền thông có đủ năng lực, phương tiện phù hợp, đáp ứng đủ nhu cầu. Chính vì vậy, một mô hình tổ chức năng động, cùng với các nhân sự có trình độ là mục tiêu hướng tới của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông Khoa học và Công nghệ. Sự ra đời và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông Khoa học Công nghệ là đòi hỏi của thực tế hoạt động khoa học công nghệ. Bên cạnh các kênh truyền thông khác như báo in, báo giấy, mạng, thì nguồn tin từ trung tâm là nguồn quan trọng, mang tính định hướng. Hoạt động của trung tâm vừa mang tính hỗ trợ các kênh truyền thông khác, nhưng cũng là nguồn tin chủ động, góp phần thông tin đầy đủ, phong phú, chân thực hoạt động khoa học, công nghệ Việt Nam.